hưởng ứng các hoạt động của chương trình Mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học, góp phần bảo vệ sức khỏe cho học sinh, ngày 10 tháng 10 năm 2014, tại trường Trung học cơ sở Hưng Đạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều đã tổ chức Ngày hội vệ sinh trường học năm học 2014-2015. Trong ngày hội, các em học sinh đã được tham gia các phần thi, kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường, cách phòng dịch bệnh, tiểu phẩm, xé dán bình chanh, rửa tay bằng xà phòng, hùng biện, tọa đàm đối thoại giữa các giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh với lãnh đạo địa phương về môi trường. Thông qua các hoạt động vui chơi giải trí và làm việc theo nhóm, các thông điệp về kiến thức cơ bản về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường đã được các em diễn đạt hết sức phong phú thông qua các tiểu phẩm và phần thi. Đó là tiếng xe của bọn phá rừng kéo đến. Chúng ta phá gia đình cho. Chứng kiến không? Dạ. Chúng bắt. Rồi chúng làm gì? Chở đi chưa vào lò đốt thành than. Bọn cháu nhờ nhỏ biết được sống sót và nhờ sự bảo vệ nghiêm ngặt của hoặc đôi khi chính họ hoặc một số người khác cũng nhiễm phải vào một số căn bệnh như tiêu chảy này, chảy này, sán này, này, bệnh ngoài da này. Chà, nguy hiểm thật. Việc này phải báo động gấp, phải quán triệt cho người dân càng sớm càng tốt. Thế gia đình cháu có liên quan gì đến bệnh sốt rét và dịch sốt xuất huyết mà ta nghe dân ở đó họ kêu ca dữ vậy? Dạ có chứ ạ. Khi sử dụng gia đình cháu xong, họ cho gia đình cháu nằm lại thành vũng hoặc giam lâu ngày trong các chum vại không đậy nắp, khiến các vụng mũi thừa cơ sinh sôi nảy nở đi hú chích chuyển bệnh đúng tôm đấy à? Ui dịch bệnh mũi. Cuộc sống của họ phụ thuộc vào gia đình cháu, vậy mà họ không có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Thôi được, ta sẽ ghi nhận và xử lý việc này sau. Này, hỡi các cháu! Qua các vụ việc các cháu vừa báo, ta ấy thật đau lòng về con người quá vô ý thức, nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và tự nhiên. Vậy, ta cùng các cháu hãy gửi đến mọi người một thông điệp: bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân. Bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng. Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn dân. Bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng. Đây là một sân chơi bổ ích cho các em học sinh, không những nâng cao kiến thức và cải tiến thực hành vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, mà còn giúp các em có tinh thần làm việc theo nhóm và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Bên cạnh đó, Ngày hội vệ sinh trường học nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và kiến thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh, nhất là học sinh ở địa bàn nông thôn, từng bước thay đổi hành vi, tập quán của cộng đồng dân cư trong việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và trường học. Tạo môi trường giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc sử dụng nguồn nước và bảo vệ môi trường, từ đó nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả về bảo vệ môi trường trong các trường học trên địa bàn toàn huyện, lựa chọn những sản phẩm xuất sắc phục vụ công tác tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nhằm vận động thanh thiếu niên học sinh hành động vì môi trường xanh sạch đẹp, góp phần tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các lớp, các trường, huy động đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia, nâng cao kiến thức và thay đổi hành vi về sử dụng bảo vệ nguồn nước và công trình vệ sinh trong trường học, ý thức giữ gìn vệ sinh trường, lớp, vệ sinh cá nhân, góp phần giáo dục toàn diện học sinh, cùng với đó nâng cao trách nhiệm của các thầy cô giáo, anh chị phụ trách đội, tăng cường phối hợp liên ngành, tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với công tác vệ sinh môi trường và trường học.